Rồi hello hello các bạn ha, rất vui mừng gặp lại các bạn trong video này. Trong video này Thiện sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng team trên TikTok nhanh nhất bằng app tăng team TikTok uy tín trong năm 2023 các bạn nha. Ok, let's go. Thì tại sao các bạn cần phải tăng team cho video trên TikTok các bạn? Thì khi các bạn tăng team cho video trên TikTok các bạn á, thì có rất là nhiều lợi ích các bạn nha. Thiện sẽ liệt kê một số lợi ích chính để giúp các bạn hiểu rõ hơn nha. Lợi ích tăng team trên TikTok. Lợi ích thứ nhất đó chính là tăng độ uy tín. Tăng độ uy tín cho video hoặc là cho kênh các bạn nha. Đấy, khi mà video của bạn nhận được nhiều cái lượt team hơn, nhiều cái lượt like hơn, có phải là rất là xịn sò không ạ? Rất là uy tín luôn. Đấy, thứ hai đó là tăng tương tác trên TikTok. Thì khi mà ai đó tìm vào video của bạn thì thuật toán của TikTok có thể đề xuất những video khác nha, những video khác trên kênh TikTok của bạn đến họ, thì giúp cái kênh TikTok của bạn tăng tương tác lên nha. Rồi lợi ích thứ ba, đích này khá quan trọng nè, đối với bạn nào chạy quảng cáo TikTok đó nha, đó là tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng đó. Cái này cực kỳ quan trọng các bạn. Cái video bạn chạy quảng cáo trên TikTok mà nó có nhiều lượt tim, được không ạ? Thì chứng tỏ rằng cái sản phẩm, cái dịch vụ của bạn nó khá uy tín, được rất là nhiều người yêu thích. Thì dựa theo tâm lý đám đông người Việt Nam mình á, thì họ dễ bị thu hút và dễ ra quyết định mua hàng hơn các bạn nha. Đây là ba lợi ích chính khi các bạn cần tăng tim trên TikTok nha. Ok, bây giờ thì sẽ hướng dẫn bạn cách tăng tim trên TikTok một cách nhanh và an toàn nha. Thì đầu tiên bạn truy cập đến kênh TikTok của mình nha. Bạn vào tiktok.com. Bạn không cần phải đăng nhập TikTok các bạn. Bạn chỉ cần đăng nhập tiktok.com thôi. Bạn không cần phải login tài khoản bằng vào nha. Đấy, đường truyền mạng nó khá chậm nha. Rồi, ở đây bạn cứ tìm kiếm cái kênh TikTok của bạn. Được không? Bạn tìm kiếm kênh TikTok của bạn đây nha. Ví dụ như kênh của Thiện Lâm Thanh Thiện nè. Enter. Đó. Thì đây các bạn, Lâm Thanh Thiện nè, 4089 follower. Đấy, thì nếu như bạn nào chưa xem cách tăng follower trên TikTok ở video lần trước thì hướng dẫn, thì hãy tìm đến kênh YouTube Lâm Anh Thiện và xem nha. Đây, bây giờ Thiện truy cập vào kênh nè. Thấy đúng kênh mình là nhấp vô kênh luôn nha. Đó, do là hiện nay 9 giờ, vào lúc giờ cao điểm hay sao mà bạn yếu quá. Rồi, bây giờ Thiện muốn tăng cái video này qua nha. Video này nè, Thiện mở lên nha. 10 bí quyết kinh doanh thành công. Đó, 10 bí quyết kinh doanh thành công. Thì video thì mới đăng luôn, thì muốn tăng view cho nó, thì muốn tăng team cho nó thì như thế nào? Bước tiếp theo, bạn cần truy cập vào trang web là sarobot.vn, sarobot.vn như trên màn hình bạn thấy nha, enter nè. Thì đây là dạng web app nha, web app đấy, app tăng tương tác TikTok, tăng tương tác mạng xã hội này, đấy, Instagram, TikTok, YouTube tùm lum. Rồi ở đây bạn chưa có tài khoản thì bạn hãy đăng ký nha. Nếu có tài khoản thì bạn bấm đăng nhập nè, bấm đăng nhập ở bên trong. Đây thì có tài khoản rồi nè. Đấy, đăng nhập bên trong bạn nha. Thì khi đăng nhập bên trong thì giao diện như thế này. Đấy, số tiền hiện tại là còn 3 triệu mấy, tổng tiền nạp là 4 triệu mấy. Ok, bây giờ thì muốn tăng team TikTok thì di chuyển ở bên tay trái bạn nha, bên tay trái nè, bạn lăn chuột nó di chuyển xuống thôi. Thì đây nó có dịch vụ TikTok, dịch vụ Facebook nè, Facebook nó rất là nhiều dịch vụ này. Rồi dịch vụ Instagram nè, đó. Dịch vụ YouTube nè. Rồi, dịch vụ TikTok ở đây, bạn chọn dịch vụ TikTok nha. Bạn chọn tăng team nha. Đó. Tăng team. Rồi đây nó cần link và ID. Rồi ở dưới này nó có máy chủ, thì bạn chọn một trong những máy chủ này nha. Rồi dưới đây là bạn đặt số lượng bạn cần tăng team cho TikTok của bạn, được không? Rồi bạn nên đọc lưu ý trước nha. Lưu ý nè, tăng bằng link video nha. Tăng bằng link video có dạng như thế này. Đó, có dạng chuẩn như thế này nha. Thì bây giờ nè, bạn quay cho đây. Quay lại kênh TikTok của bạn nè. Bạn thấy để ý nè, khi bạn nhấp vào cái video này bạn cần tăng team á. Đó. Mà video này phải mở công khai bạn nha, chứ không video riêng tư đâu nha. Đấy, video này nè, video mà mở công khai video này. 10 bí quyết kinh doanh thành công. Đó, video này video công khai. Thì đây các bạn, ở trên đây nè, là nó là cái đường link nè. Bạn copy đường link trên đây nha, copy nè. Bạn quay lại cái app tăng team TikTok nè, bạn dán cái link vào đây. Dán cái link vào đây nha. Đó. Bạn thấy cấu trúc là nó y chang không? Ở đây là https://tiktok.com nè. https://tiktok.com nè. Rồi username của mình là Lâm Thanh Thiện nè, đây là username này nha. Username. Đó, username này nó khác nhau nha. Username của bạn là gì thì username là cái đó nha.
Đấy, tiếp theo là nó có đường link video nè, video nè, ID nè, ID video nè, ID video. Đấy, link chính xác các bạn nha. Rồi tiếp theo bạn chọn máy chủ, thì đây bạn chọn cái máy chủ nào mà số tiền cao cao chút nha, cho cái video của bạn dễ lên xu hướng nha. Ví dụ Server 7 nè, TikTok Việt tốt nhất mình dùng nè, đó, ví dụ Server 7 này đi. 50 đọc cho một lượt team trên TikTok. Ok. Giờ thì muốn tăng 1000 team đi. Thôi 100 team thôi. Tại vì video mới đâu. Tăng 100 team được rồi. Ok. Thì tổng tiền 5000 thôi, rất là rẻ các bạn. Đấy. Rồi, bấm tạo tiến trình, bấm đồng ý. Thì khi nào nó hiện thông báo thành công là ok nha. Bạn đợi một tí nào. Đó, thành công. Khởi tạo tiến trình thành công, bấm ok. Thì nhiệm vụ của bạn còn lại là bạn đợi cái kênh TikTok của bạn nó tăng team cho video TikTok thôi nha. Đó, rất là dễ các bạn. Thì các bạn có thể là truy cập vào kênh TikTok Lâm Anh Thiện của Thiện nha. Đây, bạn vlog đây nè. Rồi sau đó bạn tìm đến cái video là 10 bí quyết kinh doanh này nha, 10 bí quyết kinh doanh thành công rồi nè. Thiện sẽ ghim lên đầu luôn. Rồi bạn sẽ xem được cái lượt view và lượt team của nó nha. Đấy, cho chắc ăn. Nếu bạn thấy có lên team, lên view thì bạn dùng cách này để mà tăng team trên TikTok các bạn. Được không ạ? Rồi, thì như vậy là Thiện đã hướng dẫn cách tăng team trên TikTok nhanh nhất bằng app tăng team TikTok uy tín 2023, đó là sarobot.vn. Xong rồi, hy vọng với video này giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong quá trình các bạn bán hàng trên TikTok hay là các bạn kiếm tiền trên TikTok các bạn nha. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến kiếm tiền trên TikTok hay là bán hàng trên TikTok, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Thì sẽ cố gắng dành thời gian ra giải đáp cho các bạn nha. Và nếu như bạn thấy video này hay, hãy cho Thiện một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện nha. Bye bye các bạn.